Nếu tìm kiếm trên Google từ khóa vai trò của người thầy là gì, chúng ta sẽ nhận hơn 85 triệu kết quả. Người hướng dẫn, người dạy dỗ, người đồng hành, người truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm, và còn rất nhiều kết quả khác. Tại Trung tâm Huấn luyện Kỹ thuật Ô tô Việt Nam VATC, những người thầy còn làm được nhiều hơn thế. Tại VATC không chỉ dạy nghề sửa chữa ô tô, mà còn dạy cho các bạn đạo đức trong ngành nghề ô tô này. Sự tận tâm trong từng phút, từng giây, luôn trao trọn lượng nghề đến mỗi học viên, giúp khơi nguồn đam mê với nghề ô tô và đồng hành dẫn lối để học viên có thể tự tin học để làm được. Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, hãy cùng xem các anh em học viên có cảm nhận như thế nào về người thầy của mình nhé. Em tên là Kiệt ạ. Hiện tại em đang học lớp TD K4 khóa tập diện. Em tên là Đinh Đức Thịnh, học ở lớp quản lý K4. Mình tên là Lê Văn Hiếu, khóa K44. Mình là Dương Văn Luân, điện toàn diện khóa 44. K43 ạ. Em học K43. Tên là Võ Thành Đại. Nguyễn Công Phương. Huy Hoàng. Đức Nguyên. K43. Tên là Nguyễn Thành Danh, đang học lớp DH K44. Mình tên là Thanh, đang học lớp K43. Toàn diện K6. DH K43. K43. Mình học lớp DH K44 rồi. DH K42 ạ. Tôi thầy Thái, thầy Công, rồi như là thầy Luyện, thầy Trưởng, thầy Quang, thầy Thái, thầy Đức, thầy Nghiêm, thầy Sang với thầy Nghiêm, thầy Vũ, thầy Nhật Anh, thầy Nghiêm, thầy Sang, thầy Kiệt, thầy Thiện, thầy Nghiêm, thầy Vũ, thầy Sang, thầy Thiện, thầy Kiệt, thầy Quang, qua thầy Nghiêm, thầy Vũ. Em học thầy Vũ. Đầu tiên thầy Nghiêm, thầy Vũ. Thầy Vũ. Thầy Thiện. Thầy Sang. Thầy Thiện. Thái thì chung là ai cũng nhìn ở ngoài thì thầy Thái còn như kiểu là khó tính, nhưng mà bên trong thầy là rất là hiền. Thầy dạy có thầy Nghiêm này, thầy dạy là nghiêm túc lắm, đúng với cái tên của thầy luôn. Còn thầy Nhật Anh thì dạy rất là kỹ. Wow. Thì thầy Vọng lại thầy rất là vui tính. Trong quá trình học tập thì mình rất ấn tượng với thầy Nguyên. Dạ. Thầy rất là nhiệt tình và giảng dạy rất là chu đáo, tận tình. Bị giật điện này. Là mình sẽ làm mua pin bị giật điện. Nhân dịp này nhà giáo thì chúc thầy Thái là có sức khỏe này, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp cao quý của thầy. Em chúc các thầy 20 tháng 11 có một sức khỏe thật là tốt để chiến đấu trong tương lai. Dạ, em chúc thầy có sức khỏe tốt. 20 tháng 11 chúc thầy cô có sức khỏe thôi. Chúc các thầy có sức khỏe, gia đình hạnh phúc và làm ăn được thuận lợi. Em chúc thầy nhiều sức khỏe và có rồi. Chúc thầy Nghiêm đều thành công trong công việc. Mình cũng như tất cả các bạn ở trong lớp thôi, cũng rất mong các thầy có một sức khỏe thật tốt để truyền đạt cho tất cả những học viên ở đây. Thầy nhiều sức khỏe là thứ nhất, thứ hai là kiểu có những giải đáp thắc mắc thì mới thầy hỗ trợ nhiệt tình gấp nhiều lần nữa. Thứ nhất là đã nhiệt tình rồi nhưng mà giờ thì cứ nhiệt tình hơn nhiều lần hơn nữa, học viên sẽ vui hơn. Dạ, thì đã là thầy mà cả đời cũng là thầy. Thì bọn em chúc thầy là luôn mạnh khỏe, thành công với công việc của mình, và cũng như là đào tạo ra những người học viên tốt. Chúc các thầy là luôn luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc và luôn giúp đỡ học sinh. Cũng là chúc sức khỏe đến các thầy cũng như gia đình. Chúc thầy là mạnh khỏe, công việc có phát triển nhiều hơn, có sức khỏe giúp đỡ bọn em nhiều hơn. 20 tháng 11 này thì kiến thức văn vụ các giảng viên, các thầy của trung tâm mình cái sức khỏe dồi dào và có nhiều học viên để đào tạo hơn. Cũng chúc tất cả các thầy ở trung tâm VATC có thật nhiều sức khỏe để có thêm sức khỏe để truyền đạt và nhiệt huyết đến với tất cả các học viên, truyền cũng như truyền kiến thức ngày càng nhiều hơn và giúp các sinh viên, các thực tập viên ở trung tâm hiểu bài và hiểu về những cái vấn đề cần giải quyết ở ô tô. Chúc các thầy mạnh khỏe và thành công trên con đường CP.
chúc cho mấy thầy ở VATC sức khỏe dồi dào để có những kiến thức gì cho tụi em. Cũng có lời chúc đến thầy, chúc thầy luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, cái sự nghiệp luôn phát triển, luôn mãi mãi có cái tấm lòng hiểu tận tình chỉ bảo như bây giờ. Chúc thầy luôn giữ phong độ như bây giờ và chúc luôn các thầy có thật nhiều sức khỏe và luôn không chưa được sắp tới. Em biết các thầy luôn có sức khỏe và luôn tâm huyết với nghề. Ok. Đào tạo ra được những học viên là ưu tú. VTC. Mình xin chúc hai thầy luôn khỏe mạnh và luôn có thể chỉ dạy mình nhiều cái hơn nữa. Cũng mong các thầy rồi trong quá trình học tập ở những cũng các thầy giúp đỡ của em rồi á. Cái chữ thầy rất nặng khi chúng ta xưng hô hay người khác gọi. Và ở VATC nó càng được thêm phần nào đó trọng lượng cho chữ thầy. Còn đơn giản là lên giảng dạy rồi xong, cũng không đơn giản hướng dẫn vài ban thực hành là hết, mà đó là tất cả sự nhiệt tình, sự tâm huyết, sự máu lửa của các giảng viên. Những buổi bắt học viên tháo lắp động cơ từ 8 giờ sáng đến tận 7 giờ tối chưa xong của thầy Thái. Những lần đánh gớt học viên chỉ vì lắp sai má phanh của thầy Đức. Những lần duyệt nghỉ phép cực khắc khe của thầy Nghiêm. Những buổi sinh hoạt ngoại khóa, đá bóng, du lịch hết mình với học viên của lớp giảng viên trẻ. Hay đơn giản là những buổi ngồi móc hết tâm can trải nghiệm trong ngành nghề ô tô của thầy Thống tại cái ghế đá huyền thoại cho học viên. Đó là những hành động mà trung tâm tin chắc rằng hiếm nơi nào có được và đủ như tại VATC. Những hành động mà chẳng có trong bất cứ mô tả công việc nào các thầy phải làm, chẳng có trong bất kỳ nội quy, quy định nào cần phải thực hiện. Bởi vì đơn giản, nó xuất phát từ chính ngọn lửa đam mê với nghề, sự dẫn lối, tinh thần sẻ chia của chính những người đi trước. Từ đó, giúp cho các học viên luôn tự tin bước trên con đường mà mình đã chọn. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam lại đến, Trung tâm VATC xin kính chúc các thầy luôn mạnh khỏe, nhiệt huyết để tiếp tục cuộc hành trình, trao trọn lửa nghề, đam mê dẫn lối cho các thế hệ học viên mai sau. Chúc mừng!